My name is Minh Ngoc Nguyen. Today is Tuesday, July the 26th, 2011. I am interviewing Mr. Le Van Hieu at Our Lady of Lourdes Church in Denver, Colorado, for the 500 Orals History Project of the Vietnamese American Heritage Foundation. Thưa anh Hiếu, tôi là Ngọc, đại diện cho Hội Bảo tồn Văn hóa và Lịch sử Người Mỹ gốc Việt. Xin được hân hạnh phỏng vấn anh ngày hôm nay. Thưa anh cho biết tên của anh. Anh sinh ở đại đâu và anh hiện tại anh thường ở đâu? Tôi là Hiếu, tên là Hiếu, họ Lê. Nhưng mà ông già tôi thì muốn gọi tôi là Lê Văn thôi. Cho nên cho đến bây giờ, giờ này tôi hay gọi, ai mọi người hay gọi tôi là Lê Văn. Yeah. Tôi thì người Quảng Trị, gốc người Quảng Trị, lớn lên. Quảng Trị được có 10 năm, 10 tuổi tôi vô Huế. Và tôi ở Huế cho đến năm 30 tuổi. Thời gian ở Huế rất là lâu, và nói coi như là Huế là quê hương của tôi rồi. Yeah. Tôi thành người tại Huế. Trong hiện tại thì tôi đến Mỹ mới có 4 năm. Và trong hiện tại tôi đang ở đây, ở Denver, 1750 South Federal Boulevard. Tôi ở nhà housing thôi. Thưa anh Hiếu, anh nói anh mới đến Mỹ 4 năm, tức là 2007 đến đây thì từ 2007 trở về trước anh ở đâu? Tôi bị bắt năm 1979. Tôi ra tù cộng sản từ trại giam Lâm Hà năm 2004. Và cho đến 3 năm sau, 2007, tức là xong thời gian quản chế, thì tôi qua đây. Anh qua đây bằng HO hay là bằng... Tôi qua đây theo diện bình thường thôi. Tuy nhiên thì cũng phải ghi nhận rằng là có sự giúp đỡ của Tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố cho tôi qua đây. Bởi vì tôi không thuộc cái diện nào cả. Khi tôi đi tù về thì vợ con không còn, và họ cũng qua đây. Và từ năm 1991, khi tôi còn ở trại A20 ở Xuân Phước, tỉnh Phú Yên, thì khi đó là vợ con tôi xin tôi ký giấy để cho đi định cư tại Hoa Kỳ theo sự bảo trợ của người em vợ tôi, và tôi đã ký giấy từ đó. Rồi khi tôi về thì không còn, nhưng mà coi như không còn. Và tôi về tôi chỉ gặp được vợ con được có mỗi 2-3 tháng rồi, trước khi vợ con tôi đi vào Hoa Kỳ. Tức là vợ con tôi đi vào năm 2004. Anh đi qua 2007? Tôi qua 2007. Anh thiết, lúc mà trước năm 75 anh làm về việc gì? Trước năm 75 thì... nếu chị còn nhớ nữa thì hôm kia Đức Ông Quang có giới thiệu tôi là đàn anh của ngài. Thiệt ra tôi học ở Trung Viện lâu. Tôi đến đường làm lên 16 năm, nhưng mà tôi đi 14 năm rưỡi, có nghĩa là tôi gần sát bàn thờ rồi. Rồi chủ yếu là đi dạy các trường công giáo và trường nổi. Và tôi là trước năm 75 tôi là giáo viên chính thức của trường Thiên Hữu. Trường Thiên Hữu, trường Providence là trường nổi tiếng ở Huế. Nếu chị biết ở Huế thì chị biết cái trường đó. Rồi trường Providence với trường Panerai là khác nhau. Hai trường khác nhau. Trường của địa phận, trường Providence của địa phận. Còn trường Panerai thì trường của các sơ là sao? Của các frère là sao? (Cười)
Rồi cộng sản vô thì tôi trước 75 tôi có một thời gian tôi làm cho Tè Đề Dôm. Cơ quan Tè Đề Dôm là cơ quan bảo trợ các cô nhi viện trên toàn miền Nam Việt Nam, từ Đông Hà vào tới Cà Mau. Và tôi là phó giám đốc của văn phòng miền Trung. Tức là phía Sài Gòn là của Sài Gòn, của miền Nam của Sài Gòn. Tôi biết đặt nhóm bên Sài Gòn. Vâng, còn tôi thì tôi phụ trách về nhóm ở miền Trung. Từ Đồng Hà vô cho tới Phan Rang. Vâng. Chứ có thể làm cũng lớn lắm, tính leo trèo cao thì tệ nặng. Chính vì vậy mà chính vì cái những cái năm tháng đó, sau này khi cộng sản nó bắt tôi đó, nó ép tôi vào cái tội là CIA đó. Nhưng mà từ 75 đến 79 thì anh không bị bắt. 79 không bị bắt. Thì anh ở đâu? Tôi ở Đà Nẵng. Rồi sau đó sao bị bắt? Tôi hoạt động về chống cách mạng. Chống cộng sản. Mà anh hoạt động chống cộng sản thì anh làm sao? Thì ngày đó, những ngày tháng đó, các cái mặt trận tự phát từ trong lòng dân nó phát ra do sự bất đồng chính kiến thôi. Thì tôi là tham gia một trong những mặt trận đó. Lúc đó anh tham gia là ở đâu? Tôi tham gia ở Đà Nẵng. À, Đà Nẵng, dạ. Thời nó bắt anh thì 79. Rồi nó giam tại đâu? Hầu như tất cả các trại từ miền Nam ra tới miền Bắc trong vòng 25 năm tôi ở tù. Đều tôi đi rất là nhiều trại. Và trên đường coi như là trên cái đoạn đường trường đó thì tôi gặp cũng rất nhiều nhân vật khá nổi tiếng, ví dụ như Lý Tống. Tôi quen cũng là lùng gì, nhưng Nguyễn Văn Lý là một lớp với tôi ngày trước. Nhưng là cha đấy, Nguyễn Văn Lý đó. Cha Nguyễn Văn Lý. Dạ. Nguyễn Văn Lý bị bắt lại chị biết chứ? Dạ. Mới bị bắt nữa hả? Bị bắt lại, công đi rồi, công đi ngày 27 rồi. 27 tháng trước đó hả? 27 tháng này, mới đây, mới ngày bữa nay mới 26 à? 27 của... 25. Xin lỗi, 25. Dạ. Vâng. Đây bị bắt lại rồi. Bắt lại tại tòa giám mục. Trợ lý với tôi là trước đây là một lớp tại Đài Trung Việt. Yeah. Vâng. Rồi đã từng sống với nhau tại trại Nam Hà. Yeah. Vâng. Thời kỳ đó tụi tôi hay, mặc dù là không được sống chung với nhau, nhưng mà hay móc nối với nhau rồi cũng liên lạc được với nhau bằng cách này cách khác. Yeah. Vâng. Thế rồi họ bắt họ đưa anh đi ra đâu? Trong thời gian đầu thì họ giam tại tại kiên giam tại tại địa phương, tại Đà Nẵng. Sau đó đưa, sau khi thọ án xong, bắt ra tòa hả? Đưa ra tòa. Dạ. Đưa ra tòa. Rồi sau khi ra tòa thì đưa lên trại của tỉnh. Trại của tỉnh, rồi trại của tỉnh, rồi một thời gian rồi sau mình đưa đi trại bộ. Đi trại bộ thì... Trại bộ là trại gì? Trại bộ là có như là thì đó, trại có cái cấp của nó. Trại ví dụ như trại thông thường ở cấp huyện cũng có, nhưng mà nhẹ, với những cái tuổi rất nhẹ. Rồi lên cấp tỉnh thì khoảng độ 12-15 năm đổ xuống. Còn trại cấp bộ là từ 15 năm trở lên. Dạ, 5 năm tù, án tù á. Án tù. Thì tôi vô A20 là cái trại Trưng Giới và trại Khét Tiếng ở Phú Yên. Thì đó, vô đó rồi gặp Lý Tống, rồi gặp Jimmy Quỳnh ở San Jose. Xin lỗi, chị Ngọc ở đâu? Dạ, tôi ở Nam Cali. À, Nam Cali. Jimmy Quỳnh ở San Jose. Đó, rồi Phạm Vân, Phạm Đức Hậu. Đức Hậu đang ở Nam Cali. Rồi Trần Văn Tư hiện bây giờ đang ở Nam Hà. Đó, cái băng mà của Nguyễn Hữu Chánh tôi biết nhiều lắm. Thì họ giam anh ở đó bao lâu?
Xuân Phước ở lâu, khá lâu, cho đến năm 1994 thì có một cái, chúng tôi đấu tranh nhân quyền cho Việt Nam ngay tại trong trại. Và cái vụ đó nếu mà, nếu ở ngoài mà nếu chị quan tâm đến thời cuộc thì cũng nổi tiếng lắm, mà chắc là chị cũng biết. À, rồi sau cái vụ đấu tranh năm 1994 thì đầu năm 95 họ đưa tôi ra Bắc. Và coi như là cả cái đoàn đó là coi như là những ai có tham dự đấu, đấu tranh là đưa ra Bắc hết. Yeah. Phần thì đi Thanh Hóa, phần thì đi Nam Hà, và tôi đi Nam Hà. Khi mà các anh ở trong trại đó có bị đánh không? Tôi nghĩ rằng là với một cái câu hỏi như thế đó thì nó theo tôi nghĩ là chỉ nên hỏi rồi là nó bị đánh nhiều hay đánh ít. Không, cứ hỏi hỏi đánh thôi. không hỏi ra đánh nhiều đánh ít. Chắc còn không ai là không bị đánh. Dạ, không ai là không bị đánh. Rồi đa số là bị lục phủ ngũ tạng, vì cái đánh đó mà lục phủ ngũ tạng đa số là sau khi ở trong trại nhiều khi chịu không nổi, hoặc là ra khỏi trại không được mấy ngày thì chết. Nhưng mà riêng tôi thì tôi có cái thế nó hơi khác một chút, đó là thứ nhất là lý, mà thứ nhì là lì. Tôi nói thì cái án của tôi là án tử hình, cho nên sau xuống chung thân. Anh tôi đâu có, tôi đã cùi rồi, tôi đâu có sợ gì nữa. Thành cứ tới luôn đi bắt tài thôi. Đại khái là thế. Thì xin anh kể thử một cái trường hợp mà khi họ tra tấn mình thì nó ra sao? Họ thứ nhất á là cái đến cái thời điểm của tôi, tôi không biết thời kỳ của sĩ quan là như thế nào, nhưng mà có một sự phân biệt giữa thái độ của tu sĩ quan, tức là tu nhân chiến tranh, và tụi tôi là tu chính trị thuần túy. Tụi tôi vô đó thì tôi có thể nói là ương ngạnh hết. Rồi tụi nó chỉ sử dụng tu để đánh tụi nhiều hơn là tụi nó trực tiếp đánh. Và chính vì vậy mà khi nó muốn đánh một ai đó là nó chỉ ra lệnh cho cái thằng buồng trưởng. Và trong trại nó có một cái thủ tục, mỗi lần ai vô trại nó gọi là làm luật. Cái thủ tục làm luật, mà đã làm luật á thì hôm đó thì như tôi với thằng Trần Nam Phương kỳ vừa rồi, hình như trên cái đài Sài Gòn hải ngoại nó có phỏng vấn Trương Văn Sương với Trần Nam Phương. Trần Nam Phương là vô tù một lần với tôi, nhưng Trần Nam Phương cùng án tử hình xuống chung thân, và cùng nhau đi vào cái trại An Điểm, cái trại đầu tiên hai đứa tôi đưa vào. Thì cái hai đứa trại tôi đưa vào thì khi đó tôi đô con, tôi mới bây giờ đô con, mà cho bây giờ thì ốm yếu như thế này, nhưng cái đó thì đô con lắm. Thì nhưng mà Phương thì khi đó nó yếu, nó ốm yếu, thì vô nó làm luật, nó bắt hai đứa cái những cái phòng đại khái mà thì có cái cũng khung viên khoảng như thế này, nó bắt hai đứa trói, là trói tay như thế này, trói sau không, trói tay sau lưng, có người trói mình. Tụi tu nó đó, cái ấy là cái phong tu mà. Thì nó quýnh thằng Phương, nó bắt quỳ, nó quýnh. Nó quýnh bằng cái gì? Nó đá bằng giày, bằng chân, bằng đủ thứ cho nó. Mà tù đó là tù ở đâu? Tù đó đa số là tù hình sự có. Mà đa số là tù hình sự, tù vượt biển, tù hình sự. Chứ không có tù chính trị. Hai đứa tôi là hai người tù chính trị đi vô cái buồng đó. Thì cái thằng trưởng buồng á, nó cũng là tù chính trị, nhưng mà nó là tay chân của mà thằng đó là cái hôm đó, trên đường mà giải tụi tôi về cái trại đó, thì có một, tôi gặp một cái thằng học trò quen mà nó cũng ở tù, nhưng mà nó tuổi nhẹ cho nên chỉ được cán bộ sai phạt chỗ này chỗ kia đó. Thì khi vô gặp tôi á, thì được ra xa, nó không dám chào. Nhưng mà khi mà lên xe
để mà anh ấy đi phục vụ, anh cột giấy nó trói ở trên xe. Ừ. Thì khi nó trói tôi, nó nói nhỏ với tôi là nó nói thầy sẽ vô cái trại của cái thằng Bình đó, là cái thằng đó là nó đánh người không gớm tay đó. Ừ. Mà thằng đó để nhị đắng tê cung đô. Ừ. Anh chỉ nói chừng đó thôi. Ừ. Mà tôi á, thì nói thiệt với chị là mình cũng học cũng giỏi. Nhưng mà ngày xưa tôi trốn học, tôi đi học võ nhiều lắm. Tôi ham võ. Thế nên khi mà nó đánh thằng Phương đó, nó đánh học máu mà. Ừ. Đánh học máu mà thằng Phương. Thế dùng tay thôi hả? Đánh tay với chấm thôi. Gót như thế này mà dùng như thế này, trỏi như thế này mà nó dùng gót mà dùng vô đây chịu chưa nổi chị. Yeah. Nhưng đứa dùng bên này, đứa dùng bên kia mà nó đánh. Hai ba người đánh mình nó mà. Nó đánh ra pha, nó đánh thay nhau, nó đánh chứ có phải là nó đánh khi nào mà nó coi như là mình, nó là cái thủ tục đầu tiên bắt mình phải quy lụy rõ ràng đấy. Ừ. Mà cái thằng trưởng phòng nó ngồi, nó bắt ghế, nó ngồi giống như ung vú vậy. Ừ. Rồi là chúng quanh là lĩnh trạng của nó. Ừ. Quỳnh. Thì khi tôi biết như thế đó, thì đến khi nó bắt đầu đánh thằng Phương xong, thằng Phương nó xin, chị biết không, nó nói đằng nào tôi cũng chết, các anh biết rồi, tôi mới tử hình xuống chung thân, tôi lên đây tôi được sống, nhưng mà lên làm kiểu này thì trước sau tôi cũng chết, thôi các anh làm ơn đi. Ừ. Cho anh tôi Phương xin hả? Cho tôi xin một cái liều octalidone tôi uống rồi tôi chết, cho nó, đó là ơn phước của mấy anh. Ừ. Thế hắn đi kiếm một octalidone cho uống, mà đưa cho uống mà bắt phải uống nữa. Ừ. Chết liền tại chỗ? Không chết, hắn đưa cho uống xong rồi hắn biết thủ tục trong trại rồi. Ừ. Vì hắn tay chân hắn chỉ học bài hết rồi. Ừ. Uống xong rồi cái là hắn ra kêu cấp cứu. Ừ. Thì nó mở cửa rồi đưa anh Phương đi cấp cứu thôi, đi sổ ruột thôi. Ừ. Cái kéo liền kịp. Ừ. Liền thì đâu có sao. Ừ. Là đến khi mà đến nó đóng cửa lại xong xuôi đưa anh Phương đi rồi nó bắt đầu đến phiên tôi. Tôi ngồi tôi nói thật ra thì khi nó cột á, nó cũng phải cột cũng chắc lắm đó. Tôi cười quậy tôi chỉ mặt cái thằng đó, bởi vì tôi đã biết tên của nó và biết cái thế của nó rồi. Ừ. Cho nó Bình mà anh nhắm mặt lại, anh ấy mới biết tao và nó có người quê à, nó người của nó. Ừ. Mi không biết tao à? Ừ. Tao nói tao không biết mày, nhưng mà mày tên Bình, đề nhị đảng Tây Quân Đô. Dân võ không có chơi hèn như thế này. Học võ là phải có tinh thần của võ sĩ. Mày ngon á, mày cởi tao ra, cởi dây ra, mày tao đâu. Tao thua mày muốn gì cũng được. Còn mày chơi kiểu này bần lắm, mất tinh thần của võ sĩ đạo. Thằng này thằng này ngon, thằng này đâu mà ngon gì ta. Nó nói, nó vừa nói vừa cười vậy. Và thế là hôm đó nó dẹp hết, nó dẹp đồ đạc ở giữa sàn xi măng, hai đứa đấu với nhau. Mà nói thiệt với chị là hôm đó đấu là mình thua. Mình giao kèo với nó là đấu 5 hiệp. Nhưng mà coi như 2 hiệp đầu là tôi thua rồi. Mình tính điểm, mình dân nhà võ, mình biết tính điểm mà mình biết mình thua. Mà với vì sức mình yếu. Và lại hẳn là taekwondo lợi cái đòn chân, còn dân karate tôi lợi cái đòn tay nhiều hơn. Thế thì qua cái hiệp thứ 3 là phải ăn thua với nó rồi, là bởi vì nếu mình thua 3 hiệp thì coi như mình thua rồi. Là anh nói xin lỗi chị, là nếu mà chị biết chút võ đó, chị sẽ biết rằng là mình có cái ngón ruột của mình khi bắt đầu học đai đen. Học cái ngón ruột của mình. Mà sử dụng cái ngón ruột là ông thầy cũng luôn luôn dạy rằng là khi sử dụng ngón ruột thì coi chừng đối phương tử vong. Nhưng mà trong thế chẳng đặng đừng mình phải sử dụng đó. Tại nó vừa chào chứ xong vô đầu hiệp cũng chào nhau đa ngon rồi. Vừa chào xong một cái tôi nhập nồi, tôi đánh một cái xin lỗi là chị đánh vô bùa hà của nó. Chịu nổi, nó trúng đòn nó chịu không nổi, nó lắm luôn. Nó tuổi bùa hà tại nó vây tôi, thì tôi nói thì hắn còn đủ tính. Để anh ra lệnh cho bùa hà này, tao thua rồi tụi bây đừng có đùng quá đâu. Và từ đó là lại cửa lần mở lần thứ hai, mà cửa lần này thì đưa thằng Bình đi cấp cứu, đưa tôi đi qua cùng tiếp. Kỳ đó tôi bị cùng đến 30 ngày. Nhưng mà trong 30 ngày đó
là tôi bị đánh ba, lần mà buổi ban đêm nó mở cửa cho cái thằng mà cầm chìa khóa, thằng tu cầm chìa khóa đó, thì vô trong cung thì mình bị cung cả hai chân, cung cả hai tay, thì thằng đánh chứ thằng đánh thôi. Nhưng mà nó vừa đánh thì thật ra thì trong, nếu mà nó để mà mình nó đánh mình nặng quá trong kiên giam đó là lỗi với hắn. Không có phép, nếu mà đánh chúng ở giữa này đó hắn còn đổ lỗi cho người này người kia được. Chứ kiên giam một mình mà mình là hắn thế nên nói chúng là cũng nhẹ. Nhưng mà tôi có cái vậy là tôi ly lắm. Tôi ly lắm. Cũng như là tôi sau này mà trên giang hồ mà tụi công an mà gặp cái tụi công an mà súng dài mình giang hồ đó, mà đưa cái súng đưa cái chân bán, cái bảng súng sau mà nó quỳnh là tôi gạt ra. Tôi gạt ra mà nhiều khi tôi đã lấy hả. Tôi nói mi ngon mi cực quẹo công an ra, tao đánh với mày á, tao đánh với mày á là tao bị cái tội đó gọi là chống lại người thi hành công vụ. Mày cứ có áo công an còn ăn ăn ra thì là biệt trắng biệt đen liền à. Tôi liều lắm, trong cuộc đời tôi liều, cho nên chứ tôi ở tròn 25 năm là như vậy. Nói chung thì rồi nó đánh, có những khi nó đánh bằng xẻng, bằng xà beng, nó đánh ngoài hiện trường, nó đánh cái chuyện nó thường đánh trên đầu trên cổ mình luôn. Vâng, nếu chỉ cần một cái trường hợp điển hình đó là hôm đó cái thằng đó nó bệnh quá, nó chịu không nổi, nó không đi làm mấy chị biết không, nó đi làm đấy là vô nó cột giấy, nó trọi lại, nó kéo từ đó ra tại ngoài hiện trường đó luôn, thì chị mà sao mà ra ngoài nó còn uýnh nữa, nó còn uýnh mà uýnh cho bất tỉnh, nó xong rồi đó là nó đổ nước vô cho nó tỉnh ra nó đánh tiếp. Thành ra là ở tù cái chuyện mà bị uýnh là cái chuyện có như là cổ tin nó dùng tù để nó đánh tù. Nghĩa là mình chết đi trong tù thì tốt. Tôi ở 25 năm cho nên chi là bao nhiêu chuyện, nói chuyện về chuyện tù rồi tôi nói mãi nói không hết. Anh ở tù là 25 năm hả? Từ 79 cho đến 2004. Nhưng mà anh ra Bắc, nó đưa anh ra Bắc phải không? Tôi đưa ra trại Nam Hà đó, trại Phủ Lý á. Dạ. Hà Nam Ninh á. Dạ. Anh ở ngoài Bắc là bao lâu? Từ 95 cho đến 2004. 19 năm. Cũng 10 năm. 10 năm. Bây giờ còn ra tù ngoài đó không? Vừa rồi chị có nghe Trương Văn Sương không? Trương Văn Sương hả? Không. Người tù bất khuất của trại Nam Hà đó là Trương Văn Sương. Tôi đọc hình như cái đó lâu lắm rồi mà. Hình như cũng mới 6-7 tháng mới dạ, ra. Dạ, mới đúng. Mới ra khoảng 6-7 dạ. tháng. Dạ. Khi tôi về đó 2004 đó, thì khi tôi ra khỏi tù thì ở đó còn khoảng 12 người. Trong đó còn có hai người của nhóm Hoàng Cơ Minh. Rồi còn lại đa số là nằm trong các mặt trận. Ví dụ như là Trương Văn Sương là nằm trong mặt trận của Lê Quốc Túy ở bên Pháp về đó. Mai Xuân Hạnh nữa đó, Mai Văn Hạnh nữa đó. Yeah. Mà Trương Văn Sương thì sau khi ở tù sĩ quan về thì lại bị bắt lại. Về hình như về con được 5-2 năm bị bắt lại vì tội âm mưu lật đổ chính quyền. Anh ở tù, anh lúc mà anh ra đó thì làm sao mà chính phủ Mỹ nó biết mà nó can thiệp? Những cái năm tháng đó là ngày hôm qua tôi có gọi cho cô Triều Giang, tôi xin cái số điện thoại của cô Phúc Thị Minh Thơ. Bởi vì cô ta là người, trong thời gian tôi ở tù thì bên này tôi có bạn bè của tôi và kêu để hội tù nhân chính trị. Dạ. Khi đó là chị Khúc Thị Minh Thơ là chủ tịch của hội cựu tù nhân chính trị,
hội cái gì hội gì đó, tôi có giấy tờ còn ở nhà ở nhà. Thì nên hôm kia tôi lần tôi được hân hạnh được biết bà Cúc Thị Minh Thư đây, thì tôi cứ nghĩ là bà còn ở lại đây, nên tôi nói là thôi để từ từ rồi ngày mai ngày mốt mình gọi là mình để gặp bà anh chúc, đằng nào thì là cũng ân nhân của mình. Không ngờ rằng là ngày hôm qua tôi gọi lên thì là bà chuẩn bị lên máy bay, nên thì là tôi, nhưng mà bà có lấy số điện thoại của tôi, bà nói là thôi được rồi. Tôi rất vui được anh gọi, nhưng mà để vài bữa tôi sẽ gọi lại cho anh. Rồi tôi là con học trò của Đức Hồng Y Thuận. Mà Đức Hồng Y Thuận thì rất có uy tín trong hội đồng giám mục của Hoa Kỳ. Thành ra khi đó là Đức Hồng Y ngài có, ngài khi ngài qua bên này thì ngài có lên tiếng, ngài can thiệp cho tôi ở trong tù. Nhưng mà không được, thì tòa lãnh sự, tòa đại sứ của Hoa Kỳ tại Hà Nội khi đó là Peterson là người đầu tiên đó, đại sứ đầu tiên đó, ông ấy có gửi phái đoàn vào trong trại để ở Nam Hà, để ông bảo cho tôi biết rằng là có sự can thiệp từ phía Hàn giám mục Việt Nam, từ giám mục Hoa Kỳ và qua Bộ Ngoại giao. Chúng tôi thông báo cho ông là ông có sự can thiệp đâu. Nhưng rất tiếc là chúng tôi đã không làm gì được cho ông, vì nhiều lý do mà chúng tôi không thể nói ra được. Thành nhưng mà chúng tôi hứa là sau khi ông ra tù thì chúng tôi sẽ giúp đỡ ông. Chính vì cái lời hứa đó mà sau này khi tôi vô nộp đơn đó, thì thật ra là cũng nếu mà nói cái chuyện này đó thì thật ra tôi cũng không có thích thú lắm, là bởi vì nó có dính líu đến vợ tôi, mà vợ tôi thì nói thiệt ra là vì mình ở tù lâu quá, cho nên khi mình ra đó thì coi như là thì vì cuộc sống mà chị, rồi cũng bởi vì nuôi con nữa. Nhưng mà rồi sau này vợ tôi không muốn ở lại với tôi nữa, và bởi vì là một cái thứ hai nữa, bà hận tôi vì cái chuyện là tôi chấp nhận tôi hy sinh chuyện nhà cửa con cái, hạnh phúc của con cái của vợ con để mà đi theo việc nước. Cho nên chỉ là bà quyết định bà đi, thì chuyện này thì hơi riêng tư một chút, nhưng mà rồi đại khái là như thế. Cho nên khi tôi qua đây thì tôi cũng cố ý tôi chờ một thời gian, nhưng mà vậy không có kết quả gì. Con cái thì nói chung là mình sinh nó ra, nhưng mà ngày mình đi thì nó còn bò lộn bộn, khi mình về thì nó đứa có chồng, đứa thì qua bên này rồi. Thì nó cũng không có tình cảm gì với mình lắm. Đại khái rất. Anh mấy cháu tất cả? Tôi có ba cháu. Mấy trai mấy gái? Tôi có ba đứa con gái. Đứa con trai nó chết khi tôi thời gian tôi ở trong tù. Lúc cháu chết cháu mấy tuổi? Cháu mới có một năm. Thôi thì nói cái chuyện chung chung. Còn xin chị cũng tránh mấy cái mà gọi là về personal. Tức là bây giờ tôi không có muốn nói lại lắm, là bởi vì đúng bây giờ thì tôi đang ở một mình. Thì khi mà anh được ra trại đó thì tình trạng sức khỏe anh ra sao? Nói chung là cho đến bây giờ thì ok. Ok là sao? Ok nghĩa là không có vấn đề gì. Tôi không có vấn đề gì. Chỉ có một cái di chứng là sợ lạnh, sợ gió, sợ tiếng động, thế thôi. Chứ còn ngày xưa sức khỏe tôi rất tốt, và trong những năm tháng trong tù đó thì nói thiệt với chị là tôi cũng có những phương pháp từ những cái tháng ngày mình học về pháp ý ở trong nhà võ, rồi mình cũng thế này thế nào, thành nói chung là sức khỏe bây giờ thì ok. Chỉ có điều là đó, có những cái di chứng nó nhỏ như thế. Rồi ngày xưa đó là tôi cũng phải 70 kg, nhưng mà bữa nay tôi chỉ còn có 50 kg thôi. Đại khái là vậy. Có lẽ cũng vì tuổi tác, nhưng mà đa số là vì cộng sản nó lấy hết ở trong tù. Mà anh qua đây thì anh ăn uống ra sao?
Trong hiện tại cảm ơn chị thì vẫn bình thường. Cho đến bây giờ thì tôi không kiên cự gì hết. Mọi cái gì ưng thì ăn thôi, ưng ăn mặn mặn, ngọt ngọt, không có cừ, có cholesterol, không có sợ mỡ, không có gì hết á. Anh qua đây là được 4 năm, anh có đi làm không? Tôi không có đi làm, khi qua đây đó thì cũng nói thiệt với chị là mình là người lỡ thời lỡ phận rồi. Rồi... Ai bảo trợ qua? Nói chung là tôi thì tôi đi á, là cái sự can thiệp của tôi nó ngay từ ở trong trại như tôi nói với chị đó. Thế nhưng mà ra ngoài này á, thì họ cũng là có lấy cái lý do gì để họ cho mình cả, mà họ thấy vợ con mình bên này mà khi đó tụi tôi chưa ly dị. Mặc dù là bà đi đàn bà nhưng mà thôi hai đứa coi như là thành nên khi bà bắt thành nên khi bà qua bên này đó thì họ gửi ý cho bà là trước khi bà đi đó là bà phải cam kết là tôi về là bà phải ký giấy cho tôi đi. Thế nên tôi đi theo diện bình thường thôi, trong cõi gì trên đó. Gia đình bảo lãnh. Có gì gia đình bảo lãnh đó. Thế rồi anh tới thì có được như chính phủ giúp đỡ vậy không? Không, tôi không có cái sự giúp đỡ gì cả. Nhưng mà chính vì vậy mà theo sự mách của bạn bè đó, thì tôi lên đây trong 3 năm đầu. Thì tôi có được anh tiền già của tiểu bác này. Tiểu bác này trên 60 tuổi là cho anh tiền già. Ồ, vậy đó. Cho nên chỉ là theo sự mách bảo là nó thôi bây giờ mày lên, nếu mà mày có sức thì mày lên mày đi làm cỏ với tao. Mà còn nếu mày không có sức thì là nếu không có sức thì có tiền già ăn tháng 600 được rồi. Thì tôi qua được, tôi ăn được 3 tháng, à được 3 năm. Cho đến tháng 7 năm vừa rồi thì họ cúp. Bởi vì họ hết cái phân này hết rồi. Thì họ muốn lấy lại cái level của tất cả liên bang, đó là phải 65 tuổi và có công dân. Cho nên chị họ cúp. Thì trong cái đó chị biết qua đây thì phải 5 năm mới có quốc tịch. Thì tôi còn 5 nữa tôi mới thấy quốc tịch. Đại khái đó, thì trong hiện tại đó thì hiện tại thì cũng cảm ơn chị là hàng ngày dùng đủ, nghĩa là tôi có đi dạy, tôi chưa có quốc tịch nhưng tôi đi dạy quốc tịch cho rất nhiều người. Tôi đi dạy tiếng Anh, đại khái vậy, mặc dù là tiếng Anh thì nói nói chưa ra nhưng mà cũng đi dạy, thì mình là chột thì mình làm vui sự mù chứ. Thì cũng đủ sống. Ví dụ như là ngày hôm nay thì có bên mấy đứa mình nó làm dịch vụ rồi nó biết tôi tiếng Anh tiếng Anh dịch thuật cũng được, nó đưa giấy tờ qua dịch sẵn giờ ngồi dịch kiếm được 50 đại khái. Cái cần tiền nãy anh nói anh ở housing thì khỏi ta tìm housing thì trước đây khi tôi ăn tiền già đó thì họ lấy là 1/3, tức là họ cho 600 thì phải trả 200. Nhưng bây giờ họ cúp tiền già thì họ cho ở không nữa. Vậy đó. Chỉ có trả tiền điện nước thôi. Điện nước thì khoảng tháng khoảng 40. Vậy đó, ở Mỹ thì cũng dễ gì mà làm homeless, cũng phải gì là phải chịu đói ở bên này. Đại khái vậy, nhưng mà bởi vì nói thiệt thì chỉ là mình cũng đó, mình tôi bạn thân tôi bạn bè nó gọi là mày vất đâu mày sống được. Mà thiệt nhưng mà cái thời mình không có. Rồi bà xã anh với các con anh ở đâu? Ở trong hiện tại thì bà thì ở dưới Cali. Mấy người con? Ở trên Berkeley, Oakland. Tôi có về với đó mấy lần. Rồi tôi có nhiều rất nhiều bạn ở Nam Cali. Cứ vừa rồi cách đi khoảng độ 20 ngày tôi có mặt ở dưới đó. Tôi ở Los Angeles, thì tôi lên chỗ Phúc Lộc Thọ, tôi đi chơi mấy ngày đó. Tôi mới về đây. Đại khái là qua đây tôi có lẽ là cái mặt mạnh của tôi đó là bạn bè. Bạn bè khắp nơi và bạn bè nó rất là tốt với tôi. Có lẽ là chỉ vì một cái tôi thì xấu tính, một cái là tôi hay nóng nảy, tôi hay la đó, nhưng mà nó biết cái buồn tôi thiệt. Thì nó cũng thương. Đại khái đó. Còn ai ở bên Việt Nam? Bây giờ cái đứa con gái đầu là ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn chứ không phải ở ngoài Huế Đà Nẵng. Ở Sài Gòn. Bây giờ gia đình lang bạc năm 72 thì ông già bà già bỏ Quảng Trị đi vào với chỗ cha ái, chỗ Quảng Thuận, chỗ Sông Pha đó.
rồi con cái tứ tán từ đó, rồi bây giờ vô đó rồi đứa thì làm ăn được, đứa thì bảo không có phương tiện thì không đi được, còn mấy đứa mua có lông có cánh thì nó bay vô tới trong Đồng Tháp, thì đứa thì vô Sài Gòn, đứa đi Bà Rịa đại khái rồi đi khắp nơi. Còn tôi thì theo việc tù cho đến giờ này, thì nói thiệt với chị là qua đây là nhưng mà sức khỏe anh chắc tốt lắm, cho nên rất là chịu đựng được 25 năm là rất là tốt. Tôi không nghĩ rằng là tôi sống sót sau những ngày tháng ở tù. Chỉ biết mấy cái hình mà ở đây triển lãm đó, mấy cái hình mà cùng như tù tù, tôi thấy chưa phản ánh hết các cái cách mà nó cùng ở trong tù. Có những lần tôi có nói chơi với mấy ông sĩ quan, thế nói mình đừng hô hào gì cả, mình tổ chức một cái phòng triển lãm, mình tổ chức sống thôi. Ví dụ như người nào xung phong vô cùng, mình tạo những cái cùng của cộng sản, cùng như thế nào cả cái cách thế này thế nào, mình triển lãm sống có lẽ ăn khách hơn đối với người địa phương hơn là mình nói trên báo chí. Để nói chuyện nói cùng cái gì, chỉ biết hai cái ngón chân cái, hai cái ngón tay này, mà hai cái ngón chân cái đó. Thì cái ông Nguyễn Văn Bảo là giáo sư sử địa, mà nó cột hai cái ngón chân của ông, cột chặt xong rồi nó kéo ngược ông lên, nó treo trên xà. Mà dưới này thì nó mang giày bút xô của công an đó, mà nó đá ông. Thì chị cứ nghĩ đi là ông còn sống được. Mà sau cũng may cái số ông nó chưa chết, là chỉ vì cái thằng cán bộ nó nói như thế này thôi. Nó nói Hồ Chủ tịch là đỉnh cao của trí tuệ rồi, và kể cả trên phương diện lịch sử, trên phương diện giữ nước và dùng nước đó, là Hồ Chủ tịch là xứng đáng hơn cả Trần Hưng Đạo và Lê Lợi. Ông cải là nó ra nó chụp luôn, nó quỳnh ông nó đá là nó cột nó treo ông lên mất. Nói đến những cái vấn đề mà tù đầy ở trong tù không biết sao nói. Nhưng mà cái hồi đó khi mà nó giam anh, nó biệt giam anh nó như vậy đó, tới khi mà anh nói nó giam anh trong 30 ngày, thế rồi sau khi thả ra thì ra sao? 30 ngày đó chị nói, tôi nói với chị là 30 ngày đó là 30 ngày gọi là 30 ngày kỷ luật. Chứ còn cái thời kỳ mà chết lên chết xuống đó là 37 tháng cùng ở trong kiên giam, cùng 24/24, mà cùng hai chân, mà 24/24, 37 tháng không thăm nuôi, ăn uống sao? Vô bo. Rồi ăn uống là anh nói chữ gì? Bo bo. Ăn sao mình bị cùm rồi ăn sao? Mình bị cùm nhưng mình không bị còng. Tên tay mình được tự do. Tay mình được tự do. Khi nào mà cùm lắm á, hắn bị cùm cả hai tay. Cùm thêm hai tay nữa. Ví dụ như có một cái trường hợp có như thế này, xin lỗi là mình mang cái bản án, là bản án của mình là bản án tử hình. Mà vô nằm ca sô đâu phải mình nằm đâu. Salim này tiếp đến Salim kia, bên này 17 cái Salim, bên kia 16 cái Salim. Thì chị biết hai cái cùng sắt mà nó cùng bố như thế này rồi đó, mà đêm mà mình điên lên rồi đó, thì hai cái cùng này cứ đánh vào nhau thế này, hai cái chân cứ đánh vào nhau đây. Thì hai cái cùng sắt này nó đụng vào nhau, nó cứ cùng. Mà chỉ biết một thằng điên đâu phải một thằng điếc. Thằng mô cũng quản trí hết. Cho nên chỉ là thằng này đánh thằng kia, thằng bên kia cùng. Rồi là cả 30 mấy cái phòng đó tạo một cái tiếng vang giữa núi rừng ấy, thì chỉ cứ nghĩ là trong đêm khuya mà nghe như thế thì tụi cán bộ nó cũng ớn lắm. Thế nên những lúc đó, thì có một hôm ấy, thì cái thằng bên kia nó cũng tù chính trị, nó mới chửi. Nó đánh cả cung đó, thì ngoài kia súng nó bắn súng bắn báo động á. Thì trong này nó mới chửi, nói xin lỗi chị, nó nói
ta đâu rồi chủ tịch, đi mèo chủ tịch. Tôi nói là không có cái chỗ nào mà tự do ở trong tù, kể cả ở ngoài, cho bằng ở trong tù. Bởi vì là cho bằng mấy cái đứa mà có án tử hình, nó cùi rồi, nó là tự do tư tưởng của hắn là nhất à. Hắn đừng nói chứ, hắn nói. Thế thì chỉ biết ở giữa núi rừng như thế là thằng này chửi, thằng kia chửi. Thế là tụi nó bắn súng xong rồi là nó đi lấy cái, nó cùng cái chùm chìa khóa, nó quen, nó vô, nó mở cửa. Thì chỉ biết là nó bắt mấy cái thằng tù, mấy cái trái bom xịt, mấy cái trái bom mà chỉ biết trái cóc, cái trái cóc á, mà nó đến mùa mà nó chưa có chín, nó xanh nữa thôi. Anh cầm cả một giò đây, thế là anh vô mở phòng ra, cái là anh hai cái tay mình là nó chụp một nó cong, hai chân thì cùng thôi, còn hai tay thì cùng vô đằng sau, xong xuôi rồi nó lấy cái muỗng, cái cán muỗng nó cày miệng mình ra, cày xong rồi nó đập cả cái trái bom, đập vô nó dọa, nó bắt vô cái miệng mình, rồi xong rồi nó lấy cái băng keo á, nó chụp lên như nó kéo người ra, kéo lấy kéo cắt. Nó chỉ nó chửi đi. Cái người chửi thì mới bị, còn mấy người không chửi thì không người bị. Người mà mình nói chung là cả ba mấy đứa thì cũng hết là gần 30 đứa thì. Không mà chị biết không? Mình ở tù như thế 37 tháng không thăm nuôi mà ăn bổ bo với nước muối như thế. Nhưng mà còn vệ sinh thì sao? Thì chị biết là cái trong tù mình thèm cái đồ chua là một đồ ngọt lại. Thì đâu thì nó giảm là nó giảm kề nó, nhưng mà tự nhiên cái nước miếng của mình nó làm cho cái trái cóc nó bắt đầu nó mềm ra. Nó mềm đến cái đồ bắt đầu mình bắt đầu khởi được. Mình bắt đầu khởi được, khởi được cái băng keo ra nhỏ. Không băng keo lên nó như mình đang mà kéo, nhưng mà trong đêm nước nó chảy ra. Nó rồi cái nước miếng của mình nó làm tiêu cái trái, nó làm tiêu đi rồi làm mềm cái trái chanh lại đến khi mình bắt đầu khởi được. Và chỉ biết trong khoảng độ 45 phút một giờ sau là coi như là cái trái cóc đó trở thành một cái mà mình đã thèm từ lâu rồi, vì thèm với chua mà. Nó ngon khủng khiếp, nó ngon hơn bao giờ hết. Nên như tôi hay kể câu chuyện là khi nào mà ngồi với bạn bè mà ăn nhậu chỗ này chỗ kia mà nó đem đồ trong miệng ra là tôi hay kể là cái trái cây này không ngon. Hỏi sao trái cây này hôm nay không ngon? Đối với tao là trái cóc là ngon nhất. Thì có những đứa nó cứ tưởng nó là thật. Nó vẽ nó vô, nó đi kiếm cóc cho mình ăn, nhưng mà không. Nó cũng cả một lịch sử của nó. Không có trái nào ngon bằng trái cóc. Cũng như là chị biết đó, nếu ai đó hỏi rằng là cái thứ thịt gì ngon nhất đối với tôi, không phải đối với mọi người, thì tôi sẽ nói đó là thịt giảm. Cái con giám ấy. Thì giữa cái cảnh mà chị biết rồi, giữa cái cảnh mà đi vượt biển, một con người sẽ xả con người để ăn, chị đã từng nghe, chắc chị cũng từng nghe. Mà hỏi Hiếu, mày ăn không? Hay không? Tao có chế thì chế cho tao mà. Thì anh ngồi ăn với nhau. Mà thiệt ra thì khi đó ăn thì đứa nào ăn đó thôi, chẳng có đứa nào vui sướng chi. Nhưng mà cái sinh tồn mà. Thế xong rồi Nga anh kể thì mình cũng gật kể ra là, bởi vì chỉ biết là cái chuyến đi đó là 17 ngày đêm ở trên biển rồi mà muốn tới mới. Thế mà mờ lõi rã hết thế này là, thì có một con gián đâu ở trong bón tàu nó bò ra thì mắt mình tự nhiên sáng lên. Bắt được cái con rắn cái nằm người vung nghề chụp lại con gián một cái, chụp được một cái, bẻ hai cái cánh của nó với bẻ sơ sơ mấy cái chân mà bò vào nhai. Chỉ biết không, có lẽ cái thịt nó ngọt dễ sợ, nó ngọt. Nhưng mà bây giờ mình kể không ai tin đâu. Bởi vì không ai bao giờ không ai ăn gián cả, mà làm sao họ biết được ngọt hay không ngọt. Nhưng mà có lẽ
có lẽ mình nghĩ rằng là chắc là vì cái hoàn cảnh đó nó đói là một, nó lâu ngày quá rồi không có cái gì để mà để cho nó tiêu hóa, nó làm việc thì nó biến cái thịt đó nó thành ngọt, cho thật ra không biết là nó có ngọt hay không nữa. Nhưng mà phải công nhận là sau này mình có lên Niết Bàn, mình có lên thiên đàng nữa chưa chắc có cái thứ thịt gì mà ngon bằng như thế. Đó là cái chuyện mà coi như là... Anh có đi vượt biên không? Tôi có đi vượt biên, tôi đi nhiều lần. Dạ, mà không được. Từ cái sổ của tôi sao ông già tôi ông nói thôi con ạ, sổ đi không được thì thôi con ạ. Tức là 75 sau đó anh có đi vượt biên. Cái thời kỳ đi vượt biên chính ấy, cuộc đời của tôi nó không hay lắm. Nó bắt tôi, nó đưa tôi xử án ngày mai, đọc án lệnh ngày mai xử án thì ngày hôm nay tôi trốn trại. Thì năm mai nó ra sự khuyết tật chứ không có tôi. Thì thời gian tôi trốn trại đó là thời gian tôi tìm được cứu nước tôi đi vượt biên. Nhưng mà rồi tôi bị bắt lên bắt xuống. Tôi bị bắt để làm hết tiền xong xuôi rồi tôi lại về. Tôi về rừng, về núi, tôi đi làm tiền xong có tiền tôi đi nữa. Tôi cứ làm tiếp như thế. Tôi nói xin lỗi chị, cái thằng bạn của tôi đó, khi nó đi được là nó đi được là 107 cây. Nhưng mà tôi thì nghèo hơn, tôi hết 49 cây mà tôi không đi được. Thế đó bị bắt. Chính vì vậy mà tôi chứng kiến những cái vụ ăn thịt người, rồi cái vụ mà trong trại với cái người với miền Nam, với Hồ Phòng, với Bậc Liêu, cả Mấu. Cái cùng hết. Tôi chỗ không có hết. Cái số mình không thoát được. Số ông già ông nói thôi con ạ, số không đi được thì thôi con ngồi đó. Đến khi cái số con nó tới thì con ở đây này, nhà con ở Sài Gòn đây này, nó cái ghe nó vô nên nền xi măng nó đón con đi. Khi cái số nó tới là nó tới nó đón con đi, con khỏi việc buôn cho buôn trả gì. Ông già ông nói vậy. Tôi nó có những khi nó với một cái bản án tử hình rồi chung thân, nó bắt đầu nó kết án mình là tử hình. Tôi tội danh thứ nhất âm mưu lật đổ chính quyền, hai chống tử hình. Tội danh thứ hai trốn trại vì mục đích phản cách mạng, 18 năm. Tội danh thứ ba âm mưu trốn ra nước ngoài bằng hài cốt Mỹ, 12 năm. Án phạt tổng cộng là tử hình cộng 30 năm. Án phạt tổng hợp, hồi nãy là tổng cộng, án phạt tổng hợp bắt đương sự phải thi hành là 2 chống tử hình. Trong vòng 15 ngày, đương sự có quyền làm đơn kháng án lên tòa án phúc thẩm. Thì tôi làm ơn kháng án. Thì 2 tháng sau đưa ra nó xét lại đơn giản 2 chấm y án. Nghĩa là không thay đổi. Trong vòng 15 ngày, đương sự có quyền đề đơn lên Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để xin tha tội chết. Tôi không làm. Thì cho đến ngày thứ 14 á, tôi nói với thằng quản giáo, tôi nói đưa giấy vào đây tôi làm đơn. Nhưng mà thật ra là tôi làm đơn kháng án lần thứ hai. Hắn nhận. Căn nhận tôi mới nói rằng nếu cán bộ không nhận thì cán bộ cứ ký vào đây là cán bộ không nhận. Để khi tôi chết tôi ra pháp trường á, tôi sẽ đưa cái đơn đó cho chính quyền này coi. Thế anh mới bảo lại cho giám thị, rồi giám thị bảo lại cho viện kiểm sát, cho tòa án. Thì ngay hôm đó, 11 giờ, trước khi 12 giờ hết hạn thì 11 giờ thằng giám thị mở cửa phòng tôi, vô trong xà lên vô nhận cái đơn của tôi ở trong đó. Và 6 tháng, 9 tháng sau nhốt mình trong đó. Nó nhốt, tôi nói là chỉ là nó nhốt trong xà lim, nhốt 37 tháng. Xà lim 37 tháng, cùng hai chân 37 tháng. Thì nó chờ như thế cho đến 9 tháng sau nó đưa ra, nó gọi là giám đốc thẩm
tại Hà Nội không có mặt mình. Thì cũng may là cái thời kỳ đó là thời kỳ đổi mới, thời kỳ của Nguyễn Văn Linh lên, Lê Dũng vừa mới chết. Thì dễ dãi hơn chút. Thì dễ dãi hơn. Và rõ ràng họ nhận định là đây là cái tội gọi là bất đồng chính kiến. Chứ không phải cái tội âm mưu lật đổ chính quyền chứ cả. Mà cái bất đồng chính kiến này họ không có tất sắc nào trong tay cả. Cho nên chỉ không đảm về tự hình nó. Nên từ đó nó xuống trung tâm. Rồi mình ở một thời gian, rồi lại gặp một cái thời gian mà sĩ quan họ về nhiều á. Hình như năm 1984, 1985 sĩ quan về nhiều mà cấp lớn á. Họ bắt đầu về được nhiều á, được ra ra trại. Họ ra trại thì cái thời gian đó là cái thời gian tôi xuống 20 năm. Tức là nó xét lại một lần nữa, xuống trung tâm rồi xuống 20 năm. Thành ra từ đó đó là mình phải ở thêm 20 năm nữa là coi như mình ra. Thành ra tôi tổng cộng trước sau là 25 năm. Mà sau đó không thêm giảm án nữa? Không có giảm nữa. Giảm gì, bởi vì tôi nó thì đó, tôi nói với chị đó, tôi là cái thằng bướng lắm. Ngang đầu cứng cổ lắm. Thành trong gia đình tôi, vợ con tôi nó chán cái ương ngành đó. Nó, vợ con tôi nó nói là bởi vì anh nó không có thương vợ thương con, thành nó anh như thế. Chứ còn nếu mà anh nó biết nhường nhịn người ta một chút thì anh nó cũng đã về với vợ con lâu rồi. Ở đây khá là vậy. Thời kia ở A20, ở A20 là ở cái trại Xuân Phước, là cái trại trưng giới đó. Anh đâu? Là anh ngồi đây đây hả? Dạ đúng rồi. Ở đâu mà mình chụp hình được này? Chụp lén. Ai có máy hình? Mấy cái đứa mà nó ở tù đó mà nó về. Rồi thỉnh thoảng nó đi ngang qua khung viên trại và mấy cái khu vực ở ngoài đồng đó, thì nó chụp lén đó. Lén mà thì thế thôi. Đây nào. Cha kính nẻo veo. Hồi đó con còn lớn con ha. Cái lúc này là ở tù bao lâu rồi? Cái này là Quý Dậu, Xuân Quý Dậu, tức là 1993. Cái này 93. Còn quần áo này là nó cho mình hay của nó, mình? Thì nó phát cái áo này ở tù, nhưng mà cái quần này như quần của tôi. Còn nhà cái ngoài áo tù có sọc rằn à? Sọc rằn là sau này. Khi đó là mặc áo xanh này đó, xanh mà mặc ngồi nó ra bạc trắng như thế này đó. Chứ còn sau này, sau cho đến năm 90 mấy là khi đó mới có cái áo sọc đó. Mấy anh này cũng vậy hả? Anh này là giáo sư hiệu trưởng một trường trung học đề nhị cấp tại ông này chứ, tại Phan Rang. Còn ông này đó là chủ một tiệm buôn lớn ở Huế. Còn thằng này đó là mới sinh viên năm thứ hai thôi, trường hình như hắn học quản về cái gì đó, chỉ kinh doanh. Tại sao nó bị bắt? Thì có âm mưu lật đổ chính quyền. Tụi tôi là băng này là âm mưu lật đổ chính quyền đây hả? Cái lát anh ơi cho mượn để chị Trùng Dương chụp ảnh, mấy cái này rất là hay. Với anh này còn sống không? Qua đây được hết chưa? Hình như ông này chết rồi. Ông này chết rồi, còn hai anh ấy còn ở Việt Nam. Còn ở Việt Nam. Cũng mà ra tù rồi. Ra tù thì ra lâu rồi. Cái ông này tình cảnh giống như tôi vậy. Cho đến ông ấy chỉ án ông ấy có 20 năm thôi. Nhưng mà đến năm ông ở đến năm thứ 18 thì vợ ông ấy lại đi theo người khác. Phá Minh Trợ đó. Còn ông này tại sao chết trong tù hay ra rồi mới chết? Ông ấy ra rồi mới chết. Mấy người bạn thân của tôi hết. Nhưng mà nó cho mình ngồi tụm năm tụm lại đề hả? Nó không có làm gì mình hết. Đâu, đang ngồi lao động đó chứ chị. Đứng ra ngoài ruộng làm hả? Đang nhưng mà này mấy cái nhà này nhà dân hay nhà của mình? Đang lao động giữa cái sân trại á. Mỗi một lô nó có một cái sân trại đó. Không làm như vậy. Ừ.
nó cũng viết thơ về nhà cho gia đình mình biết hả? Đó, nó báo để cùng với trại giáo dục trong trở thành người công dân lương thiện đó. Dạ. Trời, anh nói giống như... Án phạt sinh năm 1996. Coi như là theo dõi hàng tháng, tháng nào cũng có bình bầu đó. Người dân lương thiện hả? Sau khi nó xuống án rồi là mình cho thăm nuôi. À. Thì anh xin được thăm và gặp mặt con là Lê Văn Hiếu bị xử phạt tù chung thân về cái tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, chống phá trại giam, trốn đi nước ngoài. Lê Văn Hiếu bị án hình sự phúc thẩm số 135 ngày 1/8/86 xử phạt tử hình. Chánh án tòa án nhân dân tối cao đã kháng nghị bản án này. Thật ra là mình kháng án cho hắn có kháng án gì. Nhưng mà anh lấy danh của anh, hoàn cai của anh. Quyết định số 66 ngày 1/9/1986 của Ủy ban Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã hạ án cho Lê Văn Hiếu xử phạt tù chung thân. Trích lục án hình sự đã gửi cho trại giam thuộc Công an quận 5 Đà Nẵng ngày 9/12/86. Đơn của ông của Tòa án Nhân dân đã chuyển cho trại giam. Mấy cái này là của ông già thôi, ông mới giữ lại đó. Rồi sau này tôi mới dịch ra, sau bây giờ tôi mới dịch ra để mà chuyển cho bà Cúc Thị Minh Thơ cái kỳ đó. Dạ. Vậy sao hả? Ai lại tạo ngày xưa ấy. Dạ. Thành ra trong khi mà thời gian anh đi tù rồi, anh được ra tù rồi, trở về, khi mà trở về rồi thì vợ con đi hết rồi, thì anh cái cảm tưởng anh ra sao? Ở trong tù hôm kia tôi có nói với chị Khúc Thị Minh Thư. Minh Thư đó, tôi nói ở trong tù tụi tôi nghe danh của bà và tụi tôi nóng lòng mỗi lần nghe đến đồng bào hải ngoại, và hầu như khi đó cái niềm tin của mình vào cái lực lượng hải ngoại rất là cao. Nói thiệt với chị là có lẽ là vì khi đó mình dựa dùng nước đẫm là mình không biết có phải cái niềm tin nó có đúng hay không. Nhưng mà đến khi tôi ra tù rồi đó, mà nhất là khi tôi qua đến này rồi, ấy có thể với chị là tôi thất vọng. Tôi có nói với chị Thơ ngày hôm qua, tôi nói ở trong tù một thời tụi tôi để sống và một thời để tin và yêu. Sống trong tù nhưng mà là thời để sống và thời để tin và yêu. Yêu những mẫu người như bà, cũng yêu những mẫu người, cũng như các những cái lực lượng mà tham gia, những người nhiệt huyết đang sống ở nước ngoài để mưu cầu một cái gì đó cho tổ quốc. Nhưng nói thiệt với chị, khi tôi qua đây rồi tôi đối diện với thực tế, tôi thấy tôi lại muốn đổi lại cái câu chuyện. Nhiều khi tôi muốn ươm trong người tôi viết một cái gì đó về cái câu chuyện. Đôi lúc bạn bè nó cứ hối tôi viết một cái gì đó, tôi nói bây giờ tao viết cái gì vậy? Thì hắn cũng gửi cho tôi một thời để tin và một thời để sống, một thời để tin chẳng hạn. Và tôi trả lời với nó một cách cay chua là tôi nói, có lẽ khi tao đối đầu với, tao qua hải ngoại rồi, tao sẽ sửa lại cái câu đó. Một thời để tin, rồi một thời để thất vọng. Chị thấy tôi là người đến sau, tôi không thích những cái nó có tính cách,
trồng về bề ngoài mà không không nghĩ tới tương lai, không nghĩ tới chiều sâu của nó. Hình như các vị đàn anh của mình, họ dĩ nhiên họ có quyền nhớ đến cái thời vàng son của họ, nhưng không phải vì thế mà quên cả cái thế hệ và sự tiếp nối mai sau. Bất một trong những lý do mà tôi tâm sự với chị ấy, và tôi cũng có nói với cô Triều Giang, tôi chấp nhận cuộc phỏng vấn này sau khi tôi thấy được cái hướng đi của nó. Bởi vì nếu tôi còn sống, tôi cũng muốn theo như nguyện lý tưởng dân biểu ở dưới Nam Cali, chắc chị biết. Nguyện lý tưởng nói với tôi là hiểu, mi phải viết làm một cái gì đó. Bởi vì cuộc đời của mình là một chứng nhân. Anh Nguyễn Lý Tưởng có phải là anh được à, hồi trước anh qua anh Úc anh học không? Nguyễn Lý Tưởng ngày xưa là dân điều mà bây giờ hay viết ở trên báo chí, sao giờ chị Ngọc không để ý đó. À. Nhà bây giờ đang ở nơi chùa Bến Xe ABC. Ờ, ở gần chợ ABC ha. Đúng rồi. Dạ. Kỳ vừa rồi tôi có xuống, tôi có ghé đó. Ừ. Ghé đó anh bắt ở lại đó, nhưng mà tôi nói không, tôi ngồi nói chuyện với ông mệt lắm, bởi vì thật ra bây giờ ông cũng già rồi, nhưng mà nhiệt huyết thì vẫn dư đầy. Và thành ra nếu phải hỏi về một cái, nếu phải nói về một cái cảm tưởng, và tôi cũng thấy rằng là dĩ nhiên tôi về đó giữa cái cảnh thanh hoang của nhà của vợ con, để nhà cửa tôi bị cộng sản nó trịch thu. Ừ. Thì ngày tôi về đó, khi đó là vợ con tôi đang ở Sài Gòn. Thì tôi biết ngày tôi về, thì trước đó 3 tháng tôi có làm đơn tôi xin cho tao về Sài Gòn. Nhưng mà nó không cho, nó nói là bắt về Đà Nẵng, là bởi vì khi mình bị bắt là bắt tại Đà Nẵng, thành nó sẽ trả lại về Đà Nẵng. Là một, nó chỉ cho mình tiền xe từ trại về Đà Nẵng thôi. Nhưng mà khi tôi về thì nó đưa, nó cho một cái thằng công an áp tải mình ra bến xe và mua vé tàu cho mình. Nhưng mà ra đó là tôi bỏ thêm tiền và tôi mua thẳng tàu đi Sài Gòn. Thì cái thằng cán bộ nó cứ sợ. Nó sợ, nó nói là anh nó về nó báo cáo mà làm không tròn nhiệm vụ là anh cũng bị thế này thế nào thế này. Cái chuyện đó là cuộc việc của cán bộ, còn tôi không biết. Tôi không cần biết cái chuyện đó, vợ con tôi ở Sài Gòn, tôi về Sài Gòn. Nhưng mà nói vậy chứ còn cái giấy của mình là nó trả, khi nó trả về Đà Nẵng. Mà nhà tôi ở đó, nhưng về thì bây giờ là thằng một nửa là thằng phó chủ tịch phường, nó cắt nó lấy một nửa. Tôi, cái nhà của tôi rộng lắm, 1.300 thước vuông, tại trung tâm thành phố Đà Nẵng. Nó lấy một nửa, còn một nửa là cái thằng trưởng đồn công an nó đang ở đó. Thành ra tôi về là tôi đứng ngoài cổng, tôi đâu có vô được. Mình có còn giấy nhà cửa của mình còn, không? Tôi còn giấy đi nhà giấy cửa, nhưng mà sau tôi xin lại nó không cho tôi lại cái nhà đó, mà nó chỉ cho tôi, nó cấp cho tôi 100 thước vuông. 100 thước so với 1.300 thước vuông, mà nó cấp 100 thước tại ngoài Hòa Khánh, nó tức là vùng ngoại ô của thành phố. Mà trên một cái bãi nghĩa địa nó mới quy hoạch. Tôi không lấy. Tôi không lấy, nó kiện lên kiện xuống cho đến ngày tôi đi gặp đẻ. Vợ con không có, cửa nhà không có. Rồi ngày tôi về Quảng Thuận nương theo em út thì ở. Rồi tôi vô ra Sài Gòn nữa để chờ cái thời gian quản chế cho nó xong. Rồi vừa cho nó trông, cho nó qua ngày nữa thì tôi mới tìm được tôi qua đây. Thiệt ra nó, cái tâm trạng qua đây một cái cho đến khi tôi xuống Tài Bay á, tôi mới biết rằng là tôi được tự do. Khi mà anh được cái ai làm giấy tờ cho anh, ai nó làm sao anh biết là anh được đi là do cái hội nào, là hòa tại đi xứ Mỹ? Không có, tôi chơi đích thân tôi làm, mà tôi đã nói với chị là
tôi đã nói với chị là mọi cái tiến trình tôi vẫn làm theo quy hoạch của theo quy trình của một người đi bảo lãnh nên tôi vẫn vô ra tòa lãnh sự và tôi đi khám sức khỏe mọi cái là tôi tự đặt rồi ai mua vé máy bay thì tôi đi mua mọi cái tôi tự túc hết mà tôi nói cũng trần ai lắm khi tôi về đây tôi nói thiệt với chị là may tôi còn đứa con gái nữa ở bên đó thì chiều hôm đó khi mà ra đi đó cái chuyện đi của tôi nó cũng hy hữu lắm. Chiều hôm đó là trong cái giấy mà tư pháp lý lịch đó, chị biết cái giấy đó là cái giấy mà của cảnh sát mà nó chứng nhận là mình gọi là phải là về moral character mà nó tốt nó mới chứng nhận cho mình đi đó. Thì trong cái giấy của tôi là nó ghi cả ba cái tội danh ở trong đó. Thường thường cái giấy của ai, cái giấy tư pháp lý lịch là cái chỗ đỏ trắng, để trắng, mà của tôi là cái mục đó là coi như viết chi chít. Thế cái hôm mà tôi vô đó, tôi vô thì tôi nói thiệt ra vô là tôi muốn để kéo dài cái bởi vì khi đó là cái hạn mà khám sức khỏe nó vừa mới hết, gần hết rồi chưa hết. Nên tôi vô là để tôi xin cái giấy khác để mà đi khám sức khỏe. Thì khi tôi vô đó thì là cái hồ sơ của tôi, cái con thư ký nó bỏ ra đây thế này nè. Thì cái thằng mà consular officer nó đi ngang qua nó mới thấy cái đó. Nó mới dòm. Nó đọc xong rồi nó nói với cô thư ký, nó hỏi cô nói với cái ông ngoài đó, nó là ông có biết tiếng Anh, nói tiếng Anh được không? Thì tôi trả lời là tôi biết chút à. Mà nói thế nói thì mời ông vô trong này. Ở tòa đại sứ. Tòa lãnh sự. Thì khi tôi vô nói chuyện một hồi thì ngay trong chiều hôm đó, khi tôi nhớ cái đó khoảng độ 4 giờ rồi, 4 giờ, chắc 4 giờ hơn rồi. Thì vô tôi nói chuyện một hồi thì hắn hỏi, hắn coi lại cái hồ sơ và giờ lật cái hồ sơ của vợ tôi ra. Rồi hắn mới hỏi chung quanh nữa, rồi hắn mới hỏi cái tội danh, tội cái trốn trại nó như thế nào, đủ thứ. Rồi sau hỏi nó nói, rồi bây giờ trong túi mày có tiền không? Ông Mỹ đó nói tiếng Việt được không? Nó nói tiếng Việt được. Rồi. Nó hỏi trong túi mày có tiền không? Nó hỏi chi vậy? Nếu mày có tiền mày đóng đi rồi mai tao cho mày không ấn. Tôi nói tao không có tiền. Nếu vậy thì nếu tao cho mày đi thì tiền đâu mày phỏng vấn mà tiền đâu mày mua vé máy bay. Tôi nói không, nếu ông cứ cho tôi đi. Rồi tôi tìm cách cho tôi mua được, tôi trả tiền. Ok, mày về mày trả tiền đi, mai mày đóng tiền visa thì tao cho mày phỏng vấn. Mà chỉ biết rằng trước đó là sau này tôi mới biết là khi phỏng vấn bà xã tôi á, trả tôi bà xã tôi cũng đi đầu năm 2004, khi tôi mới ra là bà là bắt đầu làm cái hồ sơ của bà này mà. Thì khi vô phỏng vấn bà là cái câu hỏi nó không hỏi chứ về hồ sơ của bà. Chị hỏi là chồng bà về rồi phải không? Câu hỏi thứ hai là bà có đồng ý cho chồng bà cùng đi không? Thì sau đó khi đồng ý xong xuôi rồi cái là cho bà phạt chị Hồng cho bà đi. Tôi về tôi phải ký giấy cho bà đi trước. Tôi làm hồ sơ tôi đi sau, tôi đi sau. Đó, đại khái là vậy. Rồi khi mà nói cái chuyện tiền bạc, ôi trời ơi chị, là tôi nói nó khổ đời tôi. Đời của tôi nói thiệt là tôi không có ham hố như tiền. Ngày xưa tôi làm tay đi xong làm tiền nhiều lắm chị ơi. Nhưng mà cho đến khi cộng sản vô là tôi không có đồng nào trong tay hết, ngoài trừ cái cơ sở nhà ra thì không còn cái gì trong tay hết. Tôi không có, mà ngày xưa ai mà lo đến cái chuyện lo ăn bây giờ. Nhưng mà rồi về đến khi đó là tối đó là chị biết nó phải chạy đi mượn bạn bè mượn. Đóng visa thì đóng bao nhiêu tiền? Khi đó là hình như là 120 đồng tiền phỏng vấn. Rồi mấy đó thì những khi đó là tôi đóng khoảng 250 khoảng đó. Tiền visa cái gì đó, rồi sau đó về phải chạy tiền để mua vé máy bay thì cũng hết 500 nữa. Đó là cái món nợ đầu tiên mà tôi qua đây. May cái là khi tôi qua đây bạn bè nó biết tôi qua đây, cái là nó cho tôi tiền. Cho tôi tiền tôi trả lại trong vòng 4 tháng sau là tôi đã có, tôi trả lại cái số tiền đó rồi. Con gái tôi nó mừng quá trời, nó nói không, tôi con không biết đây đâu con trả hết đó. Ở đây không, bạn bè bên này đông lắm. Rồi cuộc đời chị biết không,
ản là chung thân mà đâu có phải một đứa, chỉ biết bốn dãy nhà chung thân như thế. Mà một dãy nhà như thế là từ 75 đứa đến 100 đứa. Mà bốn dãy như thế là chỉ biết bao nhiêu. Nhưng mà càng đi đó, nhưng mình đi trong một đường hầm vậy. Mà cứ đi nó cứ hút, cái đường hầm nó cứ hút. Thấy tối tôi mò, kể cả khi nghe rừng đồi mới nữa, mình thấy đường hầm nó vẫn hút. Mình vẫn thấy mình vẫn ăn bú bò, mình vẫn thấy rằng là mình vẫn ăn cú mì. Mà cơm chỉ là một cái danh từ trừu tượng ở trong tu. Cho đến năm 98 thì bắt đầu, khi đó mình thấy là hình như có le lói một chút ánh sáng đầu đường hầm. Khi nó có cái, nó bắt đầu nó cho ăn cơm trắng. Thì ít ra là khi đó là bắt đầu có cơm trắng, một tháng được 12 kg thì cũng có cơm trắng nó ăn. Đó. Thì bắt đầu mới thấy được le lói đồ ánh đường, mới có một chút ánh sáng. Mình mới có hy vọng, mới sống, để mà hồi sinh. Còn có nhiều người chỉ biết không? Nó hỏi anh Hiếu, cái cuộc chiến đấu của mình như thế này là hết rồi anh Hiếu. Thì tôi chỉ trả lời bằng cách là thế này, sự hiền diện của mình đây như một tiếng nói cho quê hương và cho dân tộc, đó là nghĩa vụ của mình, đó là vai trò của mình. Vai trò của mình là sự hiền diện ở trong nhà tù để đòi dân chủ và tự do. Còn ngoài ra mình không làm gì nữa hết. Mình đóng xong vai trò để cho người khác làm. Mà tôi vẫn tin như thế. Cho đến bây giờ khi tôi ngồi với chị ở đây và trước máy thu như thế đó, tôi vẫn nói rằng có những người chấp nhận nói một tiếng nói, thân họ mục nát đi trong lòng đất, nhưng dân chủ tự do sẽ mọc lên ngay trong nhà tù. Khi tôi nói về nhà tù đó, tôi hay vinh danh những người bạn của tôi. Tôi không nói về tôi. Ví dụ như Trương Văn Sương chẳng hạn, kỳ vào rồi cái vụ Trương Văn Sương mà được tạm tha đó, về bao nhiêu người phỏng vấn, tôi và tôi viết bao nhiêu bài về Sương Văn Sương. Và trong đó ví dụ như là của Nguyễn Văn Bảo chẳng hạn, là người tôi nói là tôi tâm phục khẩu phục. Mặc dù là có cái điều dễ thương, mình nhìn Sương chẳng hạn, nó là dân nhà binh, đấu tranh theo kiểu võ biển. Anh Sương hiện giờ đứng ở đâu? Bây giờ đang ở Sóc Trăng. Ồ, không có đi qua đây chưa hả? Chưa. Mà hình như hôm trước hồi cựu phụ nhân chính trị có đặt vấn đề. Có một thời gian tôi nghe anh Châu nói, anh Nguyễn Trung Châu á, nói là để can thiệp cho anh qua Mỹ, nhưng mà tôi thấy hình như hơi khó. Chưa thấy nói gì hết. Chị ở dưới đó, chị có biết Phan Văn Bàng không? Phan Văn Bàng cũng một thời nổi tiếng lắm. Bây giờ đang ở San Jose. Qua đây cũng bạn với tôi rồi ở đây. À, những người mà tôi thường hay vinh danh ở trong tù. Có điều là mình nói thiệt với chị đó, chị cũng biết cái quá trình của tôi như thế. Thành ra mình cũng có chút ăn học. Thành mình không đấu tranh theo kiểu võ biển được. Thành ra ví dụ như trong tù chẳng hạn, Lý Tống nhá, tôi không thích. Tôi không thích cái cách đấu tranh của hắn. Tổng với tôi rất là thân ở trong tù. Cũng Hồ Lê rồi cũng học với nhau ở Huế, rồi cũng ở trường Kinh Hữu ra. Tôi với hắn thì biết nhau lắm. Dạo hắn lên đây nói chuyện với HO ở đây tôi có dự. Thế nên cái vai trò của mình ở cái chỗ đó, vai trò của những người ở trong tù. Và tôi tin rằng, tôi có một cái niềm tin rằng trong lòng đất, máu mình nó, mồ hôi của mình nó xuống trong lòng đất thì chính mình đất đó nó sẽ mọc cái chắc chắn như thế. Có điều là ví dụ như nhiều khi tôi hay nói chuyện với anh em sĩ quan, nhiều khi có những cái nó bất đồng. Ví dụ như là tôi muốn nói là giả như ngày xưa ở trong các trại tù mà các vị đàn anh của mình, của tôi chấp nhận đổ máu nhiều hơn thì tôi nghĩ rằng cục diện của quê hương mình nó có thể nó sẽ khá đi. Cái thời kỳ đó dĩ nhiên phải thông cảm với các anh, là bởi vì các anh vào cái thời điểm sát máu của nó vừa mới tháng mà
Thành ra nó có thể là nó sẽ bẵng bỏ mình ngay trong trại cho cái chuyện đó đương nhiên. Nhưng mà chính những cái lúc đó, đó là những cái lúc mà mình sẽ làm cho cái cây dân chủ nó chóng mọc, chóng nảy mầm hơn. Anh có nghĩ là nếu mình đấu tranh á thì đấu tranh từ ở trong lòng đất, chứ không có đấu tranh ở ngoài ở phía ngoài. Nói như thế, nếu mà nói dưới cái khía cạnh mà cả vừa âm vừa dương, thì phải cả trong cả ngoài. Ở ngoài phụ trợ cho ở trong thôi. Tôi vẫn đồng ý với chị nó như thế, cũng như âm và dương. Thì trong khoa học cũng thế, mà trong dịch lý, trong kinh dịch hay là trong ngũ hành tử tượng của triết học Tây Đông phương của mình cũng chấp nhận cái âm là cái đầu. Cái âm là cái đầu. Trong phải cái dương, cái dương là một cái nhiều khi nó dùng mạnh nhưng mà khi nó ra ngoài nó dễ loạn lắm. Thành ra ví dụ như khi họ phân tích người đàn ông và đàn bà, một bên âm bên dương, người đàn bà đậm hơn nhiều, chiều sâu hơn nhiều, sâu lắng hơn nhiều, còn đàn ông thì bùng bột, dũng mạnh, thì bên kia là dịu hiền, một bên là thuần về bên ngày, sôi nổi rồi bôn ba, còn một bên thì nội trợ trong nhà âm thầm. Đại khái vậy, nghĩa là khi mình học về mấy cái âm dương đó, mình sẽ thấy cái dương gian. Thì nó cái cuộc đấu tranh này thì gì nhất, nó phải từ trong. Cũng như là bây giờ nó có những cái nó bộc phát ngay từ trong lòng của nó. Cái đó là cái những cái yếu tố cần thiết nhất. Rồi có thể mình không phải nói về trong nước và hải ngoài, mà nói trong lòng của Đảng Cộng sản. Nó là cái trống. Một cụ Huy Hoa Vũ là một cái trống, một cái trống. Một cái trống để rồi những cái ngoài nó thúc đẩy vào, thúc đẩy vô, nó phù vô. Ví dụ như là có một cái anh thanh niên đó, là anh nói là tôi là người yểm trợ cho cụ Huy Hoa Vũ, cho nên chứ bây giờ cụ Huy Hoa Vũ vô tù, tôi xin sống không vô tù. Đó là đại khái, là nó cũng là một những cái triệu chứng lòng của người dân là bắt đầu nó có rộn ràng đến tiếng nói của một đất nước, của một cái sự hào hùng của hào khí của dân tộc này. Nhưng mà cái theo cái thông tin của họ ở đó đó, thì là họ ru ngủ cái dân tình, không có biết được cái có biết được cái thời sự bên ngoài, những cái tin tức bên ngoài. Thành ra phần đông con nít thì đi học không có biết được rõ ràng. Nó có những thứ nó tạo nên một cái đạo lý mà nhiều khi cha ông mình không biết. Tôi nói với chị, vừa rồi tôi phát biểu với anh em ở dưới kia. Ngày xưa đó là mình đó là nhân nghĩa lễ trí tín. Quân sư phụ, tám cương ngũ thường. Trong nho giáo là tám cương ngũ thường là cái ví bạn. Làm gì mà có cái chữ nhân. Ngày hôm nay á, đi đấu trong nước, rồi bây giờ kể cả hải ngoại không biết, cũng đem cái đạo lý nhân trong nước ra tuyên truyền ở hải ngoại. Hoặc có chăng, hoặc biết đâu đó trong nước lại đem cái thứ đạo lý nó mới dừng nên để đưa ra hải ngoại. Ý như tôi nói với chị là bây giờ sách giáo khoa tràn gián, cũng như lịch sử của nó tràn gián ở trong nước đem ra ngoài. Thì tôi nói trở về lại cái vấn đề, ví dụ ở trong chữ nho đây là chữ đạo. Chữ đạo là giáo. Đạo là con giáo. Mà chữ nhân á, là trên là cái đạo, mà dưới là chữ tâm. Cái con giáo này nó đang chém xuống trên cái này. Nó là chữ nhân. Mà nhân á, thì đi về nhục. Vóng thành thịt, nhưng mà mục nát như tước. Thế nó cái thứ này, cái thứ đạo lý này là đạo lý của Cộng sản ghép vô để nhờ nho giáo quảng bá rằng trong đạo nho có chữ nhân.
Nhưng thật ra chữ đạo này là của Cộng sản. Huấn luyện cho con người biết nhận. Còn tao làm gì tao làm. Ru ngủ người ta. Chỉ biết một vành trăng khuyết. Ba sao giữa trời là chữ Tống. Nhưng mà rồi thôi, cái Tống này đây là Tống. Nhưng mà lấy dao mà chặt lên tâm. Nhưng mà mai biết. Tôi nói với chị ở Ba Sao, cái trại Nam Hà đó. Nó là cái tên bây giờ là cái trại Nam Hà. Nhưng mà thật ra ngày xưa nó là cái trại Tám Tinh. Cái trại Ba Sao. Trại Ba Sao mà Ba Sao á thì từ nhỏ gọi là Tám Tinh. Ba Sao. Mà bây giờ vô vùng đó hỏi trại Ba Sao thì ai cũng biết. Có thể ở ngoài mình không biết. Thì trong đó có một cái ngôi chùa. Ngôi chùa nó nhỏ nhỏ thôi, nó nằm trong núi ấy. Không biết lên từ chỗ nào mình không tìm hiểu. Nhưng mà nó ghi trên đó là Tám Tinh Tự. Tự là cái chùa. Thế con hôm cái thằng đó nó đọc ba cái chữ nhỏ nó đọc không được. Nó mới ghi. Nó ghi trật lên trật xuống đúng thứ. Nó ghi ba tám tính tự, nó ghi cái chữ Hán á. Nó về nó hỏi nếu chữ gì lên nếu. Một tên này thì chữ tám, chữ tính, chữ tự. Nghĩa là cái chùa Ba Sát thế thôi. Nhưng mà mới có biết vì răng mà mới có biết vì răng mà đây mà gọi là tám tính không. Tám tính là ở ngoài của trống á, không biết được, chị không biết, chị có biết không? Ngoài cái trống á, khi mà nổ đùng đổm, loạn đùng đổm, nó mệt quá, là đổ tâm tính. Chị chả mới chứ, mới đổ tâm tính mới ra chứ. Tính là, coi như là mắt mũi bắt đầu loài rồi. Và rồi chị thấy toàn là sao. Tâm tính. Mà tôi nói với nó, tôi nói là ngày xưa đó, cổ Nguyễn Du, cổ nói một vùng, một vành trắng khuyết ba sao giữa trời. Đó, lạc đâu đó. Đây là ba cái sao. Và đây là vùng trắng khuyết. Ba sao giữa trời, đây là chữ Tống. Nhưng bây giờ còn ba sao không mà tám tinh không à. Con quả tím này, con mẫu không à. Cho nên chứ mày thấy không? Trại nó mẫu không? Mà tôi cách nghĩa cho anh như vậy mà chị biết không? Nó cùng tôi 7 ngày á. Anh nghĩ cho ai? Cán bộ á hả? Đấy, tôi cách nghĩa cho cái thằng mà nó ghi cái này về, nó hỏi tôi nghĩa là gì đó. Tôi ăn tên đây. Tên nó ra nó bảo lại. Nó bảo lại, nó kêu tôi ra làm việc. Tôi nói, thì tôi cách nghĩa vậy đó. Tôi nói văn học, tôi nói rõ ràng, tôi nói có sách, có mét, có chứng. Có phải bây giờ cái vùng này có phải không? Có phải thấy là ba sao? Mà trong cái tâm của cái tâm này có phải là đây là cái quả tim mà đây là mẫu không? Mà bây giờ ba sao này có phải là mẫu không? Mẫu không hả? Nó đấm bàn, đấm ghế, nó cùng tôi 7 ngày vậy đấy. Mà cùng tùy theo kỷ luật, ví dụ như cùng hằng nặng á, cùng hai chân, mà nặng hơn nữa cùng 2.2 tay. Nhẹ nó mới cùng một chân, mà đấy mới về nhẹ gấu, đấy về mới còn chân gấu. Rồi cho tắm rửa làm sao? Nó coi như 24/24, mình không cần biết mày ăn mày ỉa mày làm cái gì đó kệ mày. Nó đại khái là một cái buồng như thế này. Thì bên này là, đây là cái vách, đây là cái vách, bên này là cái bục, bên này là cái bục. Thường thường một cái xà lim đấy nằm được hai đứa. Nhưng mà nếu mà như tôi á, là 37 tháng là nằm một mình, chưa bao giờ nằm có nằm được thứ hai. Là bởi vì là mấy cái đứa mà nó hơi nghiêm trọng một chút á, là nó bắt nằm mình.
thì đây là cái vách, đây là cái vách, ngoài như là vách cửa vô, đây là cái vách. Thì đằng sau lưng cái vách này á, thì đây là cái, đây là cái bể nước, và bên này là cái, bên đây là cái bể nữa, còn bên đây là cái hồ sĩ. Mình ở trong đó luôn. Thì ở trong này luôn. Thì đây là cái vách. Thì mình bị cung ở đây. Đây, cái giang cung ở đây. Giang cung ở đây, hai cái chân mình ở đây. Thì chỉ biết là khi nó cung như thế này á. Thì khi cái cung này á, thì dưới này nó có hai cái khoen. Hai cái khoen này á, là cái cây cung nó nằm như thế này. Cái cây nó đi từ bên kia vách qua bên kia vách. Nó sâu bên chân bên này, rồi sâu qua chân bên kia, rồi sâu tiếp qua bên kia. Qua bên kia vách, rồi lại tiếp tục thăng khác một cây dài 17 mét như thế, và nó cung từ đâu này đến đâu cung kia, là thường thường là nó cung được đến 7 đứa, 8 đứa. Mỗi lần mà nó kêu không kéo, mỗi sáng mà nó kêu mà nằm ca sô tự hình, chị biết. Sáng mà ngày mà kêu mà kêu thằng mua đem đi bắn á, là nó kêu cái, là nó kéo cái thân sắt một cái rú, mà 3 giờ sáng mà nghe cả thân sắt là biết rồi, có thằng đi rồi, có thằng ra pháp trường rồi. Thế là chỉ biết cái thân sắt mà mới mở nghe có thân sắt kêu rú. Thì chắc chắn là có một câu hỏi, đứa mô nó bay, đứa mô đi đó. Mà không ai biết ai. Không ai biết ai hết á. Nhưng mà nói chuyện nói to. Tôi hay nói to là bởi vì chỉ biết mình phải nói cho to là mình bên kia là mình nghe. Anh đừng quen đi. Thì đó, thì khi mình đứng lên đứng xuống được như vậy. Đây. Thì mình nằm đi. Nhưng mà khi mình đứng dậy thì cái cong nó đi theo. Chị hiểu không? Thì mình đứng đi theo xong xuôi rồi đó thì mình mới với. Mình vội ra đây mình múc nước. Hay là xin lỗi là nói là mình có đi tiêu đi cầu thì mình đi trong bao nhiêu lông cái gì đó rồi mình mới dụt qua bên này. Dụt qua bên này rồi mình mới lấy nước mình mới dội. Đó thì cái thằng bên kia thì nó dụt ra đây rồi nó lại vội qua bên này, nó lại múc nước bên này nó dội quá. Mọi cái coi như là ăn uống chỉ cũng như cái bể nước đó hết. Uống cũng đó mà dội cũng đó mà tắm cũng đó mà everything. Rồi nó đổ nước cho mình. Thì hàng ngày nó có mấy thằng trực hoặc là nó bơm, nó có cái hệ thống bơm, sau này nó có cái hệ thống bơm rồi. Chứ trước đó thì nó múc. Cái đó không bao giờ quên, anh không bao giờ quên đâu. Có khi nào anh nằm mơ anh... Ôi cha ơi, chị ơi, nó nằm nó bây giờ mà vẫn thỉnh thoảng hầu như 2-3 tháng thì có một lần là bị công an rượt trong đêm mơ đó. Nó in trong đó. Mà chị hôm qua đây hình như có anh Phan Nhật Nam có tới đây không? Có, nhưng mà không có phỏng vấn. Anh Phan Nhật Nam, Phan Nhật Nam đã được phỏng vấn ở Houston rồi thì phải. Nhưng mà bây giờ anh còn ở đây không? Anh đi về rồi. Tôi thì tôi không phải là dân nhà binh. Tôi đọc nhiều sách của anh ta. Rồi ở trong tù đó thì cũng có nhiều cái huyền thoại về anh Phan Nhật Nam. Tôi không biết là nó đúng hay là nó sai thì như thế nào tôi không biết. Nhưng mà có một lần tôi bị kỷ luật. Tôi bị kỷ luật thì có một người tự xưng là Phan Nhật Nam. Mà sau đó anh ra pháp trường. Tôi nhớ rất rõ anh đó anh ra pháp trường ngày 12 tháng Giêng năm 1980. Vào lúc 3 giờ sáng. Trước khi anh ta đi đó, thì anh ta từ cái sô tử hình bên kia nó ra anh sắp hàng nữa. Thì anh có chào tôi. Chào to đó. Thì sao anh Phan Nhật Nam đó hả? Bên anh nói anh tự xưng là Phan Nhật Nam, nhưng mà sau này tôi biết anh ta là tên là Vũ Hoàng Thông. Đại úy quân báo gì chứ không phải là Phan Nhật Nam này dù mà. Nhưng mà tôi cũng muốn biết là để tôi gửi lại cái câu chuyện đó là bởi vì cái anh Vũ Hoàng Thông nó tôi vì anh có nhiều kinh nghiệm, tôi ở với anh là bị tôi bị kỷ luật ở với anh 15 ngày thôi.
Nhưng mà chỉ biết 15 ngày đó là 15 ngày tổ chức trốn trại. Nhưng mà sau cũng vì cái trốn trại đó nó mà anh Vũ Hoàng Thông bị đưa ra pháp trường liền. Ở trên cái ca sô này, thì đại khái là bên này là một dãy xà lim, bên này một dãy xà lim. Đầu này là cái khu này là mỗi một ngày là nó mở cửa cho từng đứa một đi ra và đi về, đi cầu ở đây, đi cầu mấy cái chỗ này. Nhưng mà chỗ này nó có cái chỗ để chứa nước á chị, nước mà nước để tưới đó, cả một cái lu to. Nhưng mà trên cái lu to này chị biết không, nó khoanh rồi này. Khi mà nó mở ra, nó lôi cái này ra, nó bắt đầu nó đào xuống mình đếm á, thay phiên nhau nó ra nó đào. Mà chị biết không, nó làm được chìa khóa, tu làm được chìa khóa, cái thằng Vũ Văn Thông nữa. Mở ra rồi thay phiên nhau đào xong rồi sáng ngay á, đem cái xô này vô lại để lại đây. Chị biết không, đào thì 6 tháng đào được một cái hố sâu 1.5 mét, đào xuyên qua, đào lên lại trên mặt đất. Nhưng mà trời không cho mà đi, khi đào lên nó sập là một, và trên đó, trên cái khi đào lên, khi mà bắt đầu lên lại, ngói lên lại, thì chúng quanh thập gái nó dày đặc, không trúng ra được, mà cứ loay hoay mãi. Để chị biết đào bao nhiêu thì đứa nào có bao nhiêu áo quần là có những cột cái này, lấy cái cát này, cột cái đất cái cát này bỏ lại rồi. Để hôm nay đào lấy lên, lấy xong rồi em. Rồi khi mà trước khi mà tuổi này mà nó bắt đầu nó mở cửa điểm dẫn á, là lại nhét xuống làm sạch sẽ đâu vào đó, đưa cái lưu đi vô lại nằm im như thế. Không ai bị chết. Tôi nhớ thì tôi có nghe giới thiệu vào Phan Nhật Nam mà tôi cũng chưa biết anh ta, thành ra tôi cũng mong là được gặp anh ta rồi nói chuyện. Về bởi vì cái anh Vũ Hoàng Thông này, anh ta nói là anh ta đã là Phan Nhật Nam mà ngày xưa đã đi Paris trong cái hiệp định năm 72. Anh có bây giờ anh nghĩ anh có hối tiếc thời gian anh ở tù không? Tôi không hề hối tiếc. Trong cuộc đời của tôi không hối tiếc chuyện đó. Trái ngược lại, nhiều khi tôi thấy là tôi không đáng để mà đại diện cho một tiếng nói lớn lao như thế. Nhưng mà tôi lại được cái vinh dự là tôi có sự hiện diện của tôi trong tù như là một tiếng nói đòi hỏi cho dân chủ. Và cái đó là cái mà tôi phải hành diện, tại sao tôi phải hồi hành. Đúng. Tại không hồi hành trước khi. Mặc dù là tôi phải trả giá. Và cái trả giá trước tiên là mang đến cho cá nhân tôi. Rồi là một cái thứ hai nữa. Hai nữa nhiều khi, khi tôi ra ngoài thì hình như một người đấu tranh ở trong nước thì được đánh giá cao hơn khi họ ra ngoài. Trong hiện tại các cái hội đoàn ở Denver đấy, tôi thấy hay là vì quá lâu chăng, hay là như thế nào đó tôi không biết. Anh có hay đi xuống nói chuyện với các hội đoàn ở mấy cái tỉnh, mấy cái thành phố lớn không? Không. Tôi không đi. Đây là lần thứ hai. Đây là lần thứ hai tôi ngồi trước máy. Và lần thứ hai tôi chấp nhận công tác. Và là lần đầu tiên khi tôi mới qua. Thì ở đây có cái anh Việt Quyền ở đây nè. Anh ấy có nhờ tôi nói lại một cái kỷ niệm ở trong tù. Tôi có nói trên đài phát thanh hải ngoại ở Colorado một buổi. Nhưng mà nói thiệt với chị là mình nó mới quá. Vậy nên của thằng Sương rồi của ông Bảo nó cũng còn đó, nó còn trước mắt tôi. Thành nhiều khi tôi thấy nó đau thương. Tôi nói mà nước mắt tôi nó cứ trào. Nó mới quá. Rồi
Đó, như hồi nãy tôi nói với chị là tôi hay vinh danh những cái người bạn tù và tôi ở trong tù. Hôm nay tôi đến, tôi có in lại mấy cái bài của tôi. Khi nào chị rảnh chị có thể đọc được cho nó vui. Tôi cũng bận quá rồi, không có giờ để mà coi lại mấy cái bài kia. Nhưng mà đây là một trong những bài viết về ông Bảo và Trương Minh Sương, hai người tù mà tôi nói đó. Tôi viết tay tôi trích cái đoạn nó còn quá dài lắm. Thế thì anh thiếu cho tôi phải không? Vâng. Nhưng mà để tôi có thể tôi sẽ đưa cái này ra để một lát tôi sẽ đưa những cái này cho chị Trùng Giang, chị Trùng Dương chụp hình này. Mấy cái hình này rất là quý giá. Tôi thấy những cái cảnh mình các anh ở trong tù. Tôi có ghi đây. Tôi có ghi cái này là hình như tôi gửi về cho nhà. Tôi trốn, tôi gửi nhưng biết như thế nào mà tôi gửi ra được, mà bây giờ về nhà tôi lấy lại đấy. Vậy á. Mà hình vẫn còn tốt lắm. Quỷ dầu đấy. Cái này 93. 2000 là cũng mười mấy năm rồi. 93 đó. Cái này cũng 93. Quỷ dầu. Cả hai cái cùng một thời kỳ đó. Kỳ đó hình như có thằng nào nó mới về đó. Mà nó cũng làm cái nghề. Cái này đang ngồi lặt đậu phộng. Lặt đậu phộng. Bị đánh tơi tả vậy mà hình chụp vẫn còn được lắm, còn đẹp trai lắm. Cái thời gian khi mình ra đó, ra mở tù đó, nói chung là cũng đến nổi. Thế còn thời gian đầu khi nó vô nó làm luật rồi đó, nó mới khổ. Thế còn mấy giờ rồi chị nhờ? Thưa anh, 5 giờ rưỡi. Bây giờ tôi cảm ơn anh Hiếu đã cho cái nhiều thời gian để mà nói chuyện phỏng vấn anh. Thì cảm ơn anh đã hợp tác vô cái chương trình này. Tại vì những cái mà anh chia sẻ với chúng tôi thì sẽ được để vào cái băng khố cho các em sinh viên nó học, để cho nó thấy những cái sự hy sinh của cha ông của mình từ trong nước và từ ở ngoại quốc cũng vậy, như anh đến đây cũng vậy. Thành ra những cái thế hệ bây giờ có thể con cháu mình nó hiểu được những cái gì, nhưng mà vài thế hệ nữa con cháu mình nó không hiểu được cái gì cha ông làm ra. Thành ra những cái này là những cái tài liệu để lại cho nó hiểu được ông cha ông mình. Bất cứ bằng cái giá nào mình tới đây không phải vì ăn, vì sinh kế, mà vì tự do mà mình làm hết mọi cách, mình hy sinh đủ mọi cách để mình vươn lên. Đó là cái mà chúng tôi muốn làm để mà giữ lại cho cái hậu thế thì sao, mà chính các em sinh viên nó yêu cầu để làm cái chuyện này đó. Thành ra tôi thấy rất 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 là quý giá cái chuyện này. Tôi rất là khâm phục các chị tới đây ở lại đây các tuần lễ để làm cái công việc này, mà tôi thấy nó rất là cần thiết. Cũng có những điều ví dụ như kỳ tới tôi ít tham dự các cái đoàn thể ở đây lắm. Mà tôi chỉ giúp cho một cái lớp anh văn của cộng đồng buổi sáng thứ bảy, một lớp quốc tịch dạy ở library, public library. Rồi kỳ tới đầu tháng 8 tới tôi sẽ mở thêm một cái lớp Việt ngữ ở đây nữa. Thì tôi nói tôi thấy như các em ở đây đó, hoan hô các em thôi, nhưng mà nếu có phải một cái lời để nhắn với các em là các em, nếu các em đi mà chấp nhận vô đúng đường này, các em phải học tiếng Việt cho giỏi. Bởi vì nếu không nó chọi lại chính các em. Mình đang đi truyền thống một cái gì đó mà chính các em không nói được tiếng Việt thì nó dở ra. Như tôi bây giờ tôi đang đi học tiếng Anh, tôi lại khá ra thôi.